Xin kính chào quý anh chị. Hiện tại Huy đang ở phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, và phía dưới của quý anh chị đây là toàn cảnh về công trường xây dựng của dự án Richland Residence. Đây là cái khu vực nhà ở xã hội đã được chủ đầu tư tiến hành xây nhà của chị ha, dành cho người có thu nhập thấp. Thì cái khu nhà ở xã hội này là một cái dạng mà nhà ở được sự mà được trợ cấp từ nhà nước với chị ha, trợ cấp giá, nên cái mức giá rất phù hợp với quý anh chị mà không phải đóng thuế thu nhập cá nhân thường xuyên, có tạm trú hoặc thường trú tại Bình Dương, và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tại Bình Dương trên 1 năm. Thì quý anh chị quan tâm hãy liên hệ với Huy qua hotline ở góc phải màn hình nhé. Và đây là một góc quay khác tại dự án Richland Residence đó. Như quý chị thấy bên dưới, cái khu công viên, khu quần vợt đã được chủ đầu tư gần như đã hoàn thiện. Một phần bên góc phải đó là dự án Richland Home 2 quý anh chị, một phần của dự án Richland Home 2 dân cư hiện hữu rất là đông đúc rồi. Đây là cái dự án chủ đầu tư Kim Oanh Group đã triển khai giai đoạn trước, và dự án Richland Residence là cái giai đoạn tiếp theo. Và đây là một giai đoạn được đầu tư đồng bộ và đẳng cấp hơn quý vị ha. Về thiết kế mẫu nhà, về hạ tầng, tất cả đều hiện đại. Đây là một gốc cây khác ngay cái trục cổng và khu dân cư hiện hữu, và đây là cái trục đường Trần Đại Nghĩa quý chị, một trục đường dân sinh hiện hữu tại dự án Richland Residence. Hướng này là hướng kết nối ra đường DT741 hay còn gọi là đường Nguyễn Văn Thành quý vị ha. Góc quay này là quý anh chị có thể thấy được toàn cảnh của dự án Richland Residence. Dự án được đầu tư về hạ tầng điện âm nước thủy cục quý chị ha. Đây là một trong những cái loại hình dự án mà được tầm trung, được Kim Anh Group triển khai về thay vì đơn thuần ngày xưa là quý chị thấy đất nền là nhiều, thì bây giờ là kết hợp trong cái dự án mà phát triển những cái quỹ đất nhà ở xã hội luôn, xây dựng nhà ở xã hội và xây dựng những cái dãy nhà thương mại tại các trục đường chính của dự án. Thì đây là một trong những cái yếu tố quan trọng tạo ra cái sinh khí của dự án, cũng như từ cái điều kiện mà để sau này dự án đưa vào nghiệm thu nó sẽ nhanh quý vị. Đó nó dẫn đến mà cái quá trình ra sổ của mình nó sẽ được rút ngắn hơn so với những cái đáp ứng cái yêu cầu mà của cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền về thẩm định dự án của chị ha. Phía bên dưới đó là cái trục đường dự án Richland Residence kết nối qua cái trục đường của dự án Richland Home 2 quý chị. Đó là cái trục giao thông giữa hai dự án này liên thông với nhau. Hiện tại dự án Richland Home 2 này đang được nhận booking của chị ha. Nếu quý chị quan tâm về dự án này, quý chị muốn đầu tư sản phẩm F0 nhiều ưu đãi hấp dẫn từ chủ đầu tư Kim Group, thì quý chị đừng quên liên hệ với Huy qua hotline ở góc phải màn hình nhé. Huy đang bay từ phía trong dự án ra đưa trục theo trục chính ra đường Trần Đại Nghĩa của chị. Phía dưới đó là cổng chính của dự án Richland Residence. Như quý anh chị thấy đó, hai bên cái trục đường này thì chủ đầu tư đang tiến hành xây những cái dãy nhà phố thương mại, và hiện tại cái phần móng đang được thực hiện. Một góc quay khác phía trên dự án Richland Home 2 của chị ha, quý chị thấy đang thấy những cái căn nhà dưới ở rất là đông rồi. Sở hữu một vị thế ngay thị xã Bến Cát, phường Hòa Lợi, đón đầu khi thành phố thị xã Bến Cát được lên thành phố. Vị trí thứ hai liền kề các trục đường giao thông quan trọng như đường DT741, đường vành đai 4 quý vị.
Ngoài ra, dự án Richland Residence còn rất liền kề với trung tâm thành phố mới Bình Dương. Quý anh chị di chuyển về trung tâm thành phố mới khoảng tầm 10 phút thôi. Đó, phía xa xa bên kia đó là quý anh chị thấy rõ, đó là khu công nghiệp đó, khu công nghiệp Đồng Anh 2, và hướng nhìn về trung tâm thành phố mới Bình Dương luôn. Dự án này có quy mô 15,46 ha của anh chị, hơn 1.000 sản phẩm của anh chị ha, khoảng 1.000 sản phẩm đất nền, nhà phố, thương mại, nhà ở xã hội. Và đây là một gốc cây về ngay công viên của dự án, nhà bán hàng và cũng như là cái những cái mẫu nhà một trệt một lửng hai lầu của dự án Richland Residence. Tiếp theo đó là một góc quay cận cảnh của trục chính và cái khu vực mà đang thi công móng nhà phố thương mại tại dự án Richland Residence của chị ha. Vừa rồi đó là Huy đã cập nhật đến quý anh chị những tiến độ về hạ tầng mới nhất của dự án Richland Residence vào tháng 6 năm 2022. Nếu quý anh chị đang quan tâm sản phẩm tại đây, quý anh chị cần tư vấn, cần đặt lịch tham quan dự án, cần chọn sản phẩm thì hãy liên hệ với Huy qua hotline ở góc phải màn hình. Cảm ơn quý anh chị đã xem video. Nếu quý anh chị chưa đăng ký kênh thì hãy bấm vào biểu tượng đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video tiếp theo của Huy nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.